Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có thông báo về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao cấp trong thời gian thực hiện phòng chống Covid-19. Theo đó từ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9, Thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã bố trí đủ phiên công chức viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để thực hiện tiếp nhận trực tiếp, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo Quỹ Ba nhân dân thành phố tại thông báo số 73 ngày 27 tháng 7 năm 2020 khi tổ chức tiếp nhận xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân doanh nghiệp các sở ban ngành tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bố trí luôn phiên cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của bộ phận một cửa tại trung tâm hành chính thành phố theo thông báo số 358 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng, phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng dân dân Ủy ban nhân dân thành phố